trị liệu của tổng thống viện VBT TV Thanh Mai. Và tại đây thì rất hân chào đón một nghệ sĩ trẻ đa năng, nghệ sĩ Kiều Linh. Và nghệ sĩ Kiều Linh cũng đang được điều trị với công nghệ trẻ hóa da được một nửa mặt, và bây giờ cũng là những shot cuối cùng cho nửa mặt. Vâng, và bây giờ là shot cuối cùng rồi nha. Thank you doctor. Rồi Linh ơi, mình xong vừa chị mời Linh ngồi dậy nha. Chị chào Linh. Dạ. Đây. Trẻ chưa? Trẻ thôi. cho chị cái gương đi cưng. Gương đi ha. Bây giờ nói là nôn quá. Linh xem cái gương mặt Linh thấy. Coi như bên đây là một phần điều trị của mình nha. Nãy giờ là Linh làm, bác làm cho Linh một nửa bên này đây. Mà Linh sẽ chú ý ở cái rãnh là một này, rồi cái viền hàm là hai này, rồi những cái gọi là cái bọng là ba. Thì Linh thấy là nó so với cái mặt bên kia thì Linh thấy như sao? Linh thấy là cái trước nhất là mình thấy nó căng cái cơ mình hơn á, căng cái cơ hơn. Bên này thì nó hơi mềm nè, bên này thì Linh có cảm giác là nó săn chắc hơn. Mà cái rãnh đó Linh, cái rãnh hai bên Linh thấy có sự khác biệt nè. Khi mà Linh cúi xuống á, đây là Linh nhìn thẳng mặt là Linh thử xem. Khi mà Linh cúi xuống thì cái Linh cúi phía này nè, cúi phía này. Đó, thì Linh thấy là cái chỗ này của nó đớt bớt hơn, còn cái này thì nó có thể sậm hơn. Nó hơi chút. Mặc dù là nói thật sự là cái da của Linh ở đây là Linh không trang bị cái sự thiếu hụt đó. Chị Mai biết sao không? Da của em á là cũng thuộc dạng là da đẹp. À, mọi người vẫn khen, nhưng mà bắt đầu cái từ năm mà cách đây mấy năm mà bước qua tuổi 30 á, cái mình thấy là bắt đầu nó xuất hiện nếp nhăn. Đó, cái mình thấy là mình già đi mà thấy rõ luôn chị. Chẳng như qua 31 mình thấy một chút, qua 32 mình thấy một chút. Đó, cái bữa cái gặp ông Chí Tài, rồi ông Đại Nghĩa nói, trời ơi, sao giờ này anh trẻ quá vậy? Đó, xong cái ông mới nói, ông mới bật mí bí quyết. Đó, xong em nói là em phải tìm hiểu. Tại mình đi, mình cũng phải bắt đầu cái tuổi này rồi chị. Người ta nói phải níu kéo tuổi thanh xuân. Em muốn làm, nhưng mà thật sự mình cũng phải tìm một cái chỗ mà mình an tâm, uy tín. Chứ còn thật ra muốn làm lâu rồi. Thì thấy cái gương trước mắt ông Tài, ông làm là ông trẻ quá. Đó, em mới hỏi thăm. Thì sao không biết trời của chị Mai nữa. Dạ, cũng là người trong nghề. Em là em thần tượng chị Mai hồi mà cái cô thủ môn tội nghiệp đó, chị nhớ không? Năm đó là chắc, tại em cũng nhỏ chị Mai mấy tuổi thôi. Thì năm đó là em khoảng chừng 14, 15 đó. Là cái năm đó chắc chị Mai đến đóng chắc sớm hả? Đúng rồi chị. Chị có nghĩa là khoảng độ mười mấy là chị được có cơ hội là lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Là chị đã được làm nghiệp rồi. Dạ. Thực ra là mình cũng được như bạn bè mình hay là tin tưởng, khách hàng cũng tin tưởng. Dạ. Thì mình cũng biết chính vì vậy nó là áp lực cho chị đó nha Linh. Mình đã làm cái gì cũng muốn cố gắng làm tốt nhất vì mình biết là không muốn phụ lòng mọi người tin mình. Dạ đúng rồi. Mọi người quý mình, hiểu mình, đã xem mình rồi. Và bây giờ mình làm cho mọi người thất vọng, mình thấy mình áy náy. Đúng rồi, diễn viên mình mà kinh doanh là nó có cái đó đó chị. Tại mình là người công chúng. Mình là người công chúng, bởi vì mình giống như người ta nói câu là người có tóc á, chả biết mình ở đâu, có thể lên Facebook hay lên gì, có thể biết mình ở đâu. Thành thử ra mình phải làm sao để cho đàng hoàng. Nên những cái công nghệ chị nhập về thì là tốt, mà quan trọng có thể tiếp thật. Tại vì đến thị trường cũng có thể tiếp giả rất là nhiều. Mà cái đó thì đương nhiên người ta nói cái câu mà người bán biết chứ người mua không bao giờ biết được. Dạ, với lại thấy khách đẹp lên là mình cũng vui đúng không chị? Dạ. Giống như em nấu ăn ở nhà, mà cả nhà mình khen ngon, mình khoái phải không? Dạ. Chị làm đẹp, mà ai đẹp thì mừng á. Chị, mà em thấy như cái cung chân mày chỗ này nó cũng hơi nâng lên nâng chút nè chị Mai ha. Và chị thấy là cái bọc này nữa này, Linh này, cái bọc này này. Thì nó đỡ hơn, nó bên, đỡ này. Hơn bên đây, bên đây nó còn một chút xíu, Linh thấy không? Nó có cái tí ở đây, đây là nó bớt hơn. Dạ. Thì cái đó là cái mà... Mà đây là mới có 10% như chị chia sẻ với Linh vậy đó. Rồi từ từ nó sẽ... Từ từ nó càng tăng sinh nữa. Bây giờ nếu như cùng một cái người, giả sử như bây giờ Linh chị nói Linh nhà sử như tuổi 37 đi. Dạ. Mình làm mà một người 37 tuổi không làm. 2 năm sau hai người ngồi gần nhau khác nhau hoàn toàn. Đúng rồi. Dạ. Tại bắt đầu qua 30 là thấy bắt đầu lão hóa nó tới rồi đó chị. Dạ. Mình thấy rõ ràng. Còn dù như thường người ta nói hăm mấy là cũng đã bắt đầu rồi, nhưng mà thấy nó ít. Đó chị ha, mà qua 30 là thấy rõ rồi. Thường là Linh thấy cái nào rõ nhất là cái rãnh này. Cái rãnh. Cái rãnh là mình thấy rõ này, hay là cái bọc mắt này. Bởi vì chị em mình đều thức khuya làm việc rồi, thất thường nữa, rồi trang điểm nhiều, nó thành thử nó cũng ảnh hưởng đến da. Mà chị thấy là khi mình làm thì cái má bên đây của em, tuy là nó hơi hồng vì mới điều trị, nhưng mà thấy nó có gọn hơn rất là nhiều so với bên kia. Và chị thấy chị vui. Mà Linh biết tại sao mình có phải làm sớm không? Chị chia sẻ cho Linh với tất cả quý vị xem. Đây là một cái phác đồ, một cái tiến trình lão hóa của toàn bộ cơ thể của chúng ta. Nha Linh ha.
để đây để link của khán giả cùng xem nữa. Ví dụ như chị nói mắt đi, thì mình lão hóa ở tuổi 40, còn đối với não mình lão hóa ở tuổi 70, tai mình lão hóa tuổi 60, còn đối với cơ mình lão hóa tuổi 40. Đại khái là tất cả những đều từ 40 rồi 50, 60 là đều có những cái vấn đề, ví dụ như là tim hay là gì đó thì 65 đó. Rồi nhưng mà riêng với da, Linh nhìn Linh hết hồn không? 18 tuổi đã lão hóa rồi. Ô chua chà. Đó, có nghĩa là 18 tuổi là cái tuổi trăng tròn đẹp nhất, là cái tiến trình collagen đã bắt đầu suy giảm. Nhưng có điều là lúc đó mình không thấy rõ. Mà cái này là nhìn thấy mình già rõ rệt mình đó chị. Mình thấy mình mệt mỏi. Mà khi mà mình, chị thì không biết sao, nhưng mà khi mình thấy mình mệt mỏi thì chị lại tin là cái khuôn mặt mình mọi thứ nó đi xuống, từ nó mệt mỏi rồi chân mày sệ xuống, mắt sệ xuống, cái lạnh nó xuống. Mình vừa mệt mỏi đồng thời mình cảm giác như là cái lộc với cái may mắn nó không có tốt như là mà mình cũng mất tự tin khi mà mình đi làm việc, mình đi giao tiếp bên ngoài nữa chị. Chị thấy có thời gian mà giống như là em bị xuống tinh thần, mình không có chăm chút cái vẻ đẹp bên ngoài mình á, cái đi ra đường mình cũng không dám ra luôn, mình thấy mình sập sệ quá. Còn lúc nào mình tươi trẻ cái là kiểu muốn ra đường gặp gỡ người này gặp gỡ người kia. Và cũng cảm ơn em tin tưởng bên chị, cảm ơn các nghệ sĩ, các anh chị cũng đã tin tưởng rồi tốt, ai cũng đi thấy hay rồi cũng đều chỉ ở đến chỗ này đến kia đến chỗ mai. Thành ra là phải nói là chị cũng rất là vui, mà chị cũng sẽ cố gắng là làm thế nào để chăm sóc cho khách hàng cũng như là bạn bè mình thật tốt. Chỉ để có uy tín không thôi là mình mọi người quý mến mình mà mình làm mất. Không, thật sự là em rất là tin tưởng khi thấy nhiều nghệ sĩ làm rồi thêm cái danh tiếng của chị Mai nữa, em rất là tin. Nhưng mà ngày hôm nay làm á thì thật sự lúc đầu cũng lo lắm. Lúc mà mấy em mời ăn sáng đi để mà uống một viên thuốc rồi mới lên làm á, là ngồi ăn sáng cả tiếng hồ, lo là không biết làm sao. Nhưng mà khi vô làm thật sự là nó cũng chỉ hơi tê tê thôi, mà làm xong một nửa khuôn mặt rồi á thì em cảm thấy là em rất là hài lòng. Thì theo như chị Mai nói là nó chỉ mới có 10% thôi, 10% thôi, nhưng mà mình thấy một cái sự cải thiện đáng kể trên gương mặt. Em thích nhất là cái rãnh chị Mai. Dạ, cái rãnh nó đầy lên rồi chị Mai. Dạ, lại nó săn nè chị Mai ha, nó săn. Dạ. Vậy bây giờ chị mời em tiếp tục điều trị nửa còn lại để cho nó hai bên nó đẹp với nhúng nhau, chứ không thôi bên nó cân chứ bên này à, nó không có đối xứng, nó kỳ quá. Dạ, rồi em làm đẹp tiếp nha. Dạ, rồi xong cái vụ da làm dáng cho em ha. Tiếp ha. Rồi, chị mời em. Dạ, cảm ơn chị. Ở đây mọi người chăm sóc em tận tình quá. Thành ra là cứ rảnh rảnh nó chạy qua. Dạ. Rồi. Em cảm ơn chị Ba nha. Bye bye em nha.